Đến bao giờ thì anh sẽ kiếm được 1 tỷ? Thì chắc phải tùy thuộc vào bố vợ anh. Nếu mà đạt được 1 tỷ thì chắc là anh giải nợ. Giải nợ. Thật đấy. Yo anh em, hôm nay chán đi chụp vời thì mình sẽ làm thử thách đi phỏng vấn người đi đường xem nào. Đây có ông anh, xem thử ông có phỏng vấn nữa nha. Anh cho em phỏng vấn một tí về tài chính được không? Ok, nhưng mà giấu mặt đi nhé. Bây giờ anh đang làm nghề gì? Anh bán hàng online. Anh đã bao giờ kiếm được 1 tỷ chưa anh? Hiện tại thì vẫn đang là lời mơ của anh. Cái mục tiêu của anh là đến bao giờ thì anh sẽ kiếm được 1 tỷ? Anh nghĩ chắc cũng sắp thôi. Có khoảng thời gian nhất định nào đó không ạ? 6 tháng hay là 1 hay 2 năm ạ? À, cái này chắc phải tùy thuộc vào bố vợ anh. Tùy thuộc bố vợ, ảo thật đấy. Anh cho em tò mò một chút thì cái thu nhập hàng tháng của anh bây giờ là bao nhiêu ạ? Khoảng tầm 50. Anh có tăng trưởng âm. Tăng trưởng âm. Cái ngành của anh làm có theo thời vụ có lên xuống không ạ? Đương nhiên rồi, ngành nghề nào cũng có sự lên xuống của nó. Còn nếu mà đạt được 1 tỷ thì anh sẽ chi tiêu vào việc gì đầu tiên? Chắc là anh giải nợ. Vậy là khoảng 20 tháng nữa là hơn 2 năm. Anh đạt được target 1 tỷ cũng. Anh nợ thêm 1 tỷ. Cái chi tiêu của gia đình mình bình thường bây giờ thì nó loanh quanh con số bao nhiêu anh? Tất cả mọi cái. Hai vợ chồng và hai đứa con tầm chục triệu. Cũng rất là tiết kiệm đấy chứ. Phải thắt lưng buộc bụng mà em. Chúc anh sẽ sớm đạt được mục tiêu. Đấy là trả nợ 1 tỷ. Rồi, thank you anh ạ.